chiếc màu trắng hiếm hoi đã lăn bánh trên phố Hà Nội. Lúc này thì đang được một nữ tài xế cầm lái nên đi khá là rón rén. Wow, vẫn gặp luôn một chiếc VinFast Lắc A màu đen. Wow, không phải màu đen là màu nâu. Đầu rất là đẹp luôn các bạn. Dí theo chiếc màu trắng này một đoạn. Nữ tài xế lái các bạn nhé. Quay màu trắng. VinFast Lắc A thì vừa tăng giá xong các bạn.